Yamamo.com chọn chẵn hay lẻ là ra tiền, trả thưởng trong vòng 5 giây, giao dịch hoàn toàn tự động 24 trên 7, cùng với các phần quà hàng tuần hàng tháng vô cùng giá trị và hấp dẫn. Truy cập ngay kiếmmomo.com để chơi anh em nhé. Cách khắc chế Butterfly trong Liên Quân hiệu quả nhất. Butterfly, mặc dù không thật sự quá thông dụng trong thời gian gần đây, thế nhưng không thể phủ nhận rằng sẽ là rất nguy hiểm nếu như bạn để cô nàng này có một khởi đầu xanh sao, tuy rằng hơi thiếu cơ động. Nhưng với bộ kỹ năng mang đậm chất sát thủ của mình, Butterfly vẫn là một trong những cái tên có khả năng đạt được mega kill lớn nhất trong Liên Quân Mobile đấy. Vì vậy, đa phần các kiện tướng khi phải đối đầu với Butterfly luôn cố gắng để hạn chế sức mạnh của cô nàng nhiều nhất có thể. Vậy nhưng, ngay cả khi Butterfly có một khởi đầu xanh sao, bạn vẫn hoàn toàn có thể khắc chế cô nàng này nếu áp dụng những điều sau đây. 1. Tập trung đội hình sớm, nên nhớ rằng, Butterfly là mẫu tướng sở hữu khả năng bắt lẻ tương đối tốt. Chính vì vậy, một khi đã để cô nàng này có lợi thế sớm, các kiện tướng tốt nhất là nên hạn chế triển khai chiến thuật đi đẩy lẻ. Vì như vậy bạn rất dễ đưa bản thân vào tầm ngắm và trở thành con mồi hấp dẫn cho Butterfly. Thay vào đó, hãy tập trung gắn kết đội hình và hướng tới các mục tiêu lớn. Butterfly dù có xanh tới đâu thì vẫn thuộc mẫu sát thủ bẩm sinh, không sở hữu lượng chống chịu quá lớn, và chắc chắn sẽ không dễ dàng để cô nàng này có khả năng càn lướt và hủy diệt đối thủ nếu như đội hình của bạn đang stick. Nên nhớ rằng, đoàn kết chính là sức mạnh, nhất là khi bạn đang phải đối đầu với một con quái vật khát máu và xanh sao như Butterfly. Nhưng nên nhớ rằng, điều này không đồng nghĩa với việc bạn nhất thiết phải tập trung đủ 5 người trong các tình huống như vậy đâu. Chiến thuật đẩy lẻ vẫn có thể phát huy tác dụng, nhưng điều kiện cần là bạn phải sở hữu những cái tên có đủ sự cơ động cần thiết, điển hình như Nakroth hay Murad vậy. Butterfly rất hạn chế về việc gây ra các hiệu ứng khống chế cứng, cũng như cũng không có quá nhiều giải pháp để áp sát đối thủ, thế nên rất khó cho cô nàng này có thể tìm kiếm được những mục tiêu như Nakroth hay Murad. 2. Sử dụng các vị tướng có khả năng thả diều Butterfly trong giao tranh. Để hạn chế sức mạnh của Butterfly, các kiện tướng nên tập trung khai thác tối đa nhược điểm của cô nàng này, mà điểm yếu dễ thấy nhất của Butterfly chính là sự thiếu cơ động trong giao tranh. Thế nên, dù có khỏe tới đâu, nếu không thể tìm được vị trí và thời điểm đẹp để tham gia combat, Butterfly vẫn không thể hữu dụng trong giao tranh. Mà để làm như vậy, việc cần thiết nhất là sử dụng các vị tướng có khả năng gây ra nhiều hiệu ứng khống chế lên Butterfly. Nếu không phải là những cái tên có hiệu ứng khống chế cứng như Alistar hay Gildur, thì bạn cũng nên sử dụng những vị tướng gây ra hiệu ứng liên tục như Ras, Superman, hay thậm chí là Loril cũng được coi là cái tên có khả năng thả diều Butterfly tương đối hiệu quả. Với việc liên tục dính phải các hiệu ứng bất lợi, kèm theo đó là khả năng áp sát hạn chế, viễn cảnh Butterfly phải bò lê bò lết trong giao tranh sẽ trở thành hiện thực, và đó cũng là lúc mà cô nàng này dù có xanh tới đâu cũng chẳng thể phát huy được hiệu quả của mình. 3. Có thể sử dụng đội hình không xạ thủ. Đội hình không xạ thủ vẫn đang là một trong những chiến thuật khá phổ biến trong Liên Quân, và đây cũng có thể được coi là phương án khá hữu hiệu để khắc chế Butterfly trong trường hợp cô nàng này xanh sao. Điểm mạnh của Butterfly chính là khả năng reset thời gian hồi chiêu tới từ chiêu cuối ám sát của mình, và chắc chắn rằng các vị trí yếu đuối hay các mẫu tướng mỏng manh và yếu ớt như Violet hay Vanheim luôn là mục tiêu được Butterfly đặc biệt chú ý tới. Một khi để Butterfly có mạng sớm trong giao tranh, cô nàng này sẽ trở thành mối nguy hiểm rất lớn. Thế nên, một đội hình với nhiều vị tướng đấu sĩ chống chịu, hoặc sở hữu các pháp sư có khả năng cơ độc, tự bảo vệ bản thân như Tylan, Liliana hay Loril sẽ trở thành sự khó chịu rất lớn với Butterfly. Nếu không thể nhất kích tất sát hay hạ gục nhanh các mục tiêu trong giao tranh, Butterfly chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chẳng thể nào phát huy được hiệu quả ám sát bẩm sinh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé.